Xin chào tất cả các bạn, Anan đã quay trở lại và nay Anan quay feedback của một chị Kim Thoa sau khi sử dụng cao dán tắc tia sữa Anan ha. Chị Kim Thoa này thì mới hồi sáng này thôi, sáng này là lúc sáng sớm khoảng 7 giờ chị gọi điện thoại cho Anan để lấy cao dán tắc tia sữa đó mọi người. Thì lúc mà 10 giờ ngày 38 hôm nay là ngày 4 tháng 9 chị nhắn tin này. Dạ chị, sáng giờ em dán cao giờ hút nó ra mủ luôn chị à, nhẹ cả người. Thì mỗi lần mà anh em khi mà cung cấp cao dán tắc tia sữa cho mọi người dán á, thì thường á, 1 đến 3 tiếng á, cái tình trạng cao thấm thuốc là nó làm các mẹ bị viêm tắc tia sữa là rất là nhẹ nhõm rồi nha. Tức là mình không còn tình trạng mệt mỏi hay là đau nhức nữa. Cho nên là các bạn và các mẹ nào đang bị viêm tắc tia sữa thì chúng ta có thể lựa chọn cao dán tắc tia sữa An để điều trị cho nó nhanh khỏi nha. Thì Anna sẽ làm những feedback tiếp theo để chúng ta theo dõi ha, để biết được công dụng và hiệu quả của cao dán tắc tia sữa Anan ha. Xin chào và hẹn gặp lại.